Xin chào các bạn. Thì video ngày hôm nay Vũ xin được chia sẻ các bạn đôi điều về những cái thiết bị trong hệ thống phòng xem phim gia đình. Những video lần trước Vũ có chia sẻ về cái như là Asmod nè, rồi chia sẻ về những cái thiết bị chọn ly nè, nhưng mà nhu cầu nó khá là cao so với những khách hàng mà chúng ta đang mới bắt đầu chơi giải trí xem phim trong gia đình. Thì cái video ngày hôm nay là do Vũ nhận được rất là nhiều thông tin, hỏi những câu hỏi từ khách hàng, gọi về hỏi những cái câu hỏi rất là cơ bản là trong hệ thống gia đình nó có phim nó bao gồm cái gì, nó có những có bao nhiêu loa, nó có những loại loa gì, chọn âm ly nào, và phòng với diện tích như vậy thì chúng ta nên chọn loa nào phù hợp. Thì cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ trả lời cũng như sẽ giải đáp cho mọi người tất cả những cái thắc mắc, những cái thiết bị xem phim ở tại gia, và có những cấp độ nào và mỗi cấp độ nó sẽ có những thiết bị như thế nào. Thì mong cái video này Vũ sẽ giúp được tất cả khách hàng cũng như các bạn đang theo dõi kênh có thể hiểu hơn về lịch xem phim, và mình nghĩ trong thời gian sắp tới cái lĩnh vực xem phim sẽ phát triển rộng hơn, phải trỗi lại vì bây giờ công nghệ 4.0 rồi, chúng ta rất là thoải mái và linh hoạt về cái việc mà xem phim, nó không như ngày xưa nữa. Ok, mời tất cả các bạn vô vấn đề cùng với Vũ. Để có một hệ thống xem phim gia đình á thì các bạn sẽ có, đương nhiên các bạn sẽ biết là sẽ có loa, phải có âm ly. Thì trên hiện nay, trên thị trường hiện nay á, thì về cái giải pháp xem phim gia đình á, thì chúng ta có những hạng mục như thế này. Ví dụ sẽ có những cái loa sound bar xem phim đối với những cái không gian của các bạn mà không có đủ điều kiện để có thể bố trí được những cái hệ thống loa xem phim mà chuyên nghiệp, thì chúng ta có thể chọn giải pháp như là sound bar hoặc những dòng loa nhỏ đi theo combo, ví dụ như là Calip hay là Denon hay là Monitor Audio, hay là một số mà nó có những cái loại loa box cell nhỏ gọn chúng ta có thể lắp cho phòng ngủ và nó thích hợp đi theo bộ các bạn ha, và chúng ta không thể phối ghép ngoài được. Trường hợp thứ hai là đối với những căn nhà mà khách hàng chúng ta có điều kiện, ví dụ như là phòng khách, thì chúng ta có thể lắp những bộ xem phim bằng những chiếc loa cột, những cái loa box cell center đầy đủ, và chúng ta có thể có được cái linh hoạt về việc chọn loa theo cái thương hiệu mình thích hay là về cái chất âm mà mình thích, sau đó là tới một amply receiver để giải mã âm thanh. Mà hiện nay ở trên thị trường hiện nay á, thì ở người Việt mình chúng ta đang chuộng về cái sản phẩm là amply receiver tích hợp luôn cả bao công suất, tức là amply đó bao gồm là giải mã tín hiệu và bao gồm luôn cả là công suất để đẩy ra loa luôn, thì nó sẽ giúp cho căn nhà chúng ta sẽ gọn gàng hơn, nó không phải quá nhiều thiết bị. Còn với một cấp bậc cao hơn thì nó sẽ là một cái giải mã riêng và với những cái bao công suất riêng, đánh riêng cho từng loa. Thì cái việc mà khác nhau ở giữa mà tích hợp vào và cái việc mà tách rời như vậy á, thì đương nhiên cái việc mà cái chi phí mà chúng ta bỏ ra cho cái sự mà chi tiết như vậy là bao riêng và receiver riêng, ngân sách nó rất là lớn, chi phí nó cũng sẽ rất là lớn. Nhưng mà đánh đổi được là chúng ta sẽ có trải nghiệm, như là công suất đánh cho cái loa, chúng ta có thể đánh nghe được hết cái dải âm, những cái chi tiết của trong bộ phim, và nó có một độ lực cũng như là cái độ tinh tế trong cái bộ phim đó. Còn việc mà sử dụng liền với cái công suất với lại cục receiver thì đương nhiên chúng ta sẽ ở cái mức gọi là tầm trung thôi. Trong cái gia đình thì chúng ta vẫn trải nghiệm phim rất là hoàn hảo, nhưng mà có những khách hàng chúng ta có những nhu cầu cái phòng phải chỉnh chu và cái trải nghiệm phải đỉnh, thì rất là nhiều khách hàng trên hiện nay vẫn chọn là cái bao riêng và receiver riêng. Thì đó là Vũ vừa giới thiệu các bạn về những cái hạng mục phòng phim hiện nay ở thị trường mình. Thì nó sẽ có như là sound bar, những dòng loa nhỏ, loa đi theo combo xem phim 5.1, ví dụ như Sony, Samsung cũng có, thì nó dành cho những cái phòng gia đình để phòng khách hoặc là những nhu cầu cơ bản để xem thôi. Các bạn lưu ý một điều là thường thường những cái bộ này thường thường là những khách hàng Việt Nam mình cực kỳ sai lầm ở cái chỗ là thường thường là bố trí những bộ loa 5.1 xem phim sai về nguyên tắc cơ bản, nên cái trải nghiệm phim là hoàn toàn bị sai hết hoàn toàn. Hẹn mọi người trong những video lần sau Vũ sẽ chia sẻ cái sai này của mọi người và hướng dẫn mọi người xài cho đúng những bộ đó. Và trường hợp thứ hai là những bộ xem phim gia đình là có điều kiện hơn, chúng ta đặt loa cột, loa box cell và sử dụng tích hợp là amply receiver và tích hợp luôn cả công suất. Và cái cấu hình thứ ba chính là receiver riêng và bao công suất riêng với những dòng loa thương hiệu lớn ở trên thế giới, với cái những cái chuẩn âm thanh cực kỳ đỉnh và cái những cái chuẩn âm thanh xem phim đặc biệt từ các hãng. Ok,
Thì bây giờ đến tới hạng mục là một bộ xem phim gia đình nó sẽ có những cái gì. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái cấp bậc tầm trung ở hiện nay trên thị trường là bộ xem phim là Amply tích hợp bao trong đó là receiver tích hợp công suất với những chiếc loa cột. Thì hiện nay trên phòng phim á, chúng ta sẽ có là một để có một dạng xem phim thì sẽ có là hai chiếc loa phân, tức là loa trái và loa phải. Ngoài ra một cái loa thoại chính là loa center, là cái loa trung tâm nằm ở giữa cái TV, nó nằm ở giữa hai chiếc loa phân. Thứ ba nữa đó chính là một chiếc loa subwoofer. Thì chiếc subwoofer này là nhiệm vụ để đáp ứng được cái âm trầm, âm bass, ví dụ như là những tiếng nổ hay là những cái tiếng âm trầm để cho nó rung động của phim, cho cái bộ phim mình nó sẽ gây cấn hơn. Là nếu trong một cái dàn xem phim mà đi thiếu đi cái subwoofer này, tại vì subwoofer này chiếm cái sự quan trọng trong một cái bộ phim cực kỳ quan trọng. Nếu mà thiếu subwoofer thì chúng ta cái bộ phim nó sẽ mất đi 50% cái trải nghiệm, cái độ sướng của khi mà chúng ta sẽ trải nghiệm xem ha. Rồi mình đã nói vấn đề thứ ba và cái còn lại đây là bộ tối thiểu nha mọi người ha, trong gia đình ở phân khúc tầm trung là 5.1 các bạn. Thì chúng ta sẽ cần thêm hai cái loa surround phía sau nữa các bạn. Thì hai cái loa surround phía sau này nó sẽ cho chúng ta trải nghiệm được cái hiệu ứng như là xe chạy từ trước ra sau hay từ sau ra trước, hay là máy bay chạy từ trước ra sau vậy đó, hoặc là trái sang phải, phải sang trái. Nói chung là một cái góc vuông để cái ra những hiệu ứng chúng ta ngồi ở vị trí tim ở giữa ngay trung tâm. Và những cái loa này sẽ có nhiệm vụ bộ phim có nội dung đưa ra thì xe chạy hướng nào nó sẽ thể hiện ra cho mọi người thấy, xe này hướng từ bên trái đi chạy qua phải, từ bên phải chạy lên phía trước bên trái. Vì vậy thì cái trải nghiệm bộ phim chúng ta giống như là chúng ta là một cái nhân vật đang ngồi ở giữa bộ phim và chúng ta đang nghe được cái như vậy, nên cái bộ phim chúng ta sẽ coi nó sẽ có hồn mà chúng ta sẽ nghe nó sướng hơn. Đó là những bộ cơ bản là thường thường gia đình hiện nay á, là từ phòng khách cũng có lắp nữa các bạn, là 5.1. Ngoài ra để mà level mà có thể cao hơn tí xíu nữa, hoặc là chúng ta có điều kiện ở trong những căn phòng rộng hơn, nhất ưu tiên và đặc điểm ưu tiên với những phòng có chiều dài là hình chữ nhật các bạn, chúng ta có thể là chúng ta sẽ sử dụng là 7.1, 9.1. Hiện nay là Việt Nam mình hiện tại vẫn là sử dụng là 7.1 là vẫn là nhiều các bạn ha, là những phòng mà chúng ta có điều kiện như căn phòng Vũ đang đứng đây là có hình chữ nhật. Thì chúng ta sẽ có hai loa surround ở hai bên và hai loa surround back ở phía sau cuối cùng các bạn. Các bạn lưu ý nha, surround ở hai bên là chúng ta để phim chạy thì chúng ta vì phòng nó rất là dài nên cần phải có một cái loa để đưa chiếc xe đó đến tai giữa mình và chạy đến phần đuôi. Đó là nhiệm vụ nó như vậy. Còn ví dụ như con surround back nó sẽ nằm ở ngay tim giữa mà ở phía sau các bạn, chứ không nằm ở hai bên tai các bạn. Nằm phía sau để chúng ta trải nghiệm những cái gì mà có ai nói chuyện phía sau hay là có ai làm gì phía sau mình, giống như chúng ta đang là một nhân vật đứng trong một phim như vậy đó. Đó thì chúng ta sẽ nghe được những hiệu ứng đó là 7.1. Ngoài ra về cái 7.1 á, các bạn thấy á, để ý là trên hệ thống các bạn ghi là có những cái nội dung ta ghi là 7.1, 7.2. Cái phần số 7 á, số 5 á, đó là ký tự chúng ta sẽ có 5 loa, có 7 loa và 1 và 2 là cái sau dấu chấm ký tự đứng thứ hai, tức là nói về subwoofer. Chúng ta được quyền update lên là 1 sub hoặc 2 sub thì tùy theo cái diện tích cái căn phòng của các bạn, và chúng ta có điều kiện chúng ta muốn nghe bạo hơn hay là sub đó căn phòng nó quá lớn mà 1 sub chúng ta nghe vẫn không đủ thì chúng ta có thể chọn là 2 sub, nó vừa mạnh và nó mang cái trải nghiệm cho, và nó sẽ cộng hưởng cũng như là giúp hỗ trợ cho hai cái loa phân trái phải nó sẽ có một lực tác động mạnh hơn, cộng hưởng vô và chúng ta trải nghiệm nó sẽ phê hơn và đã hơn. Cái thứ ba nữa là một cái nữa đó chính là 7.1.2, 7.1.4 hoặc là 7.2.2 hoặc là 7.2.4. Thì cái ký tự thứ ba nó đang nói lên là Atmos các bạn ha. Thì Atmos thì Vũ có một video chia sẻ về cái nguyên tắc hoạt động của Atmos rồi, các bạn có thể truy cập vào kênh Thiên Vũ Audio ở trên kênh YouTube, các bạn có thể xem lại cái video đó chia sẻ. Và Atmos nó có hai dạng Atmos là Silent Top và Speaker Enable. Nôm na thì các bạn là một cái loa dùng để đặt trên cái loa phông và phản xạ, và Atmos là âm trần phản xạ trực tiếp từ cái màng loa đến tai, còn kia là chúng ta sẽ phản xạ dựa trên vách trần để đưa xuống tai thì nó sẽ trung gian. Và hai cái trải nghiệm giữa Atmos speaker và Silent Top thì nó sẽ khác nhau. Những cái nào mà speaker enable mà đặt trên loa thì về trải nghiệm chúng ta sẽ mang lại nó sẽ có hai vấn đề. Một là chúng ta không có không gian để chúng ta làm loa selling đó, và chúng ta không muốn đi dây nhợ về công về cực
rất là nhiều. Thì nó là một giải pháp để giúp những khách hàng muốn trải nghiệm Atmos nhưng mà chúng ta không có điều kiện để thi công. Trường hợp thứ hai là treo lên trần, thi công rất là cực nhưng bù lại cái trải nghiệm về Atmos chúng ta sẽ chuẩn hơn so với lại speaker enable. Thì mọi người nên hiểu năm nay là như vậy. Thì ra chuẩn thật ra rải càng lo xung quanh càng nhiều, và từ trên, từ trái, từ phải, từ trước ra sau càng nhiều thì chúng ta sẽ trải nghiệm bộ phim nó sẽ càng đỉnh và sẽ càng chân thật bấy nhiêu. Và việc còn lại là cái việc giữa cái loa và cái receiver, nó sẽ mang lại cho người dùng một cái là cái chất âm, một cái sao tiếng làm sao cho nó nghe chân thật, càng chân thật nhất, nó càng mộc mạc nhất thì sẽ rất là thích. Nhưng trên thị trường hiện nay Việt Nam mình vẫn có những khách hàng vẫn thích, nói chung là nó nịnh xíu không. Ta có hai gu, một gu khách hàng thích là bạo, nó sẽ đánh lực ầm ầm mạnh mẽ, nhưng mà những cái sao khác nó sẽ lu mờ. Và một tệp khách hàng, một cái gu nghe là không cần phải tức ngực, không cần phải bạo, nhưng mà xem bộ phim đó nó cần có sự tinh tế, những cái chi tiết cát hay là những tiếng gió hay những tiếng lá rơi nó phải có sự tinh tế trong đó và nghe rất là nhẹ nhàng. Và cái gu nghe này nó mang thường thường là những cái thương hiệu đến từ châu Âu ha các bạn ha. Còn những cái bạo lực thì nó sẽ được, thường thường là nó sẽ đi về cái hướng về châu Mỹ. Nó giống như chiếc xe các bạn Mercedes cũng như là rồi xong rồi những cái chiếc xe của Mỹ, các bạn thấy nó, chúng ta hình dung đi, đó là hai cái phong cách của hai châu khác nhau các bạn ha, châu Mỹ và châu Âu. Châu Âu sẽ tinh tế, nhìn nó sang, nghe nhẹ nhàng, sang trọng. Còn châu Mỹ thì nó sẽ là thuộc cái tệp khách hàng là thích bạo lực, thích hầm hố, thích chơi, nó phiêu lưu, nó mạnh mẽ. Đó, đó là những cái gu nghe của khách hàng mà Vũ đã tiếp cận nhiều khách và mình nhiều khách chọn lựa và mình hiểu ra được như vậy. Nên cái video hôm nay Vũ muốn chia sẻ cho mọi người hiểu hơn về những dòng loa như vậy. Đó, như vậy là Vũ đã chia sẻ khá đầy đủ cho những cái bộ dàn xem phim gia đình cho mọi người là những thiết bị như vậy. Khá đầy đủ, mọi người có thể truy cập vào thiemvu.com.vn tham khảo thêm những cái bài viết, tin tức mà Vũ chia sẻ cho mọi người có thể tìm hiểu thêm đầy đủ hơn. Và còn một dạng nữa, đó là cực kỳ đẳng cấp, đó là những cái hệ thống xem phim mà chúng ta sử dụng bao rời thì nó sẽ chuẩn THX. Ở nước ngoài các bạn thấy không, những cái phòng phim á, đa phần những cái dải loa nó sẽ kích thước nó sẽ bằng nhau, rồi nào là nó sẽ có âm trần, rồi nào nó sẽ có âm tường. Mà hiện nay ở Việt Nam mình á, âm tường á, còn khá ít. Hiện nay Vũ làm vài công trình chỉ có một số khách hàng mới làm những cái giải pháp là âm tường. Việt Nam mình á là thích là cái loa cột, vẫn còn theo cái chủ nghĩa loa cột là chúng ta sẽ show ra để phía trước để trưng bày nó đẹp. Nhưng mà các bạn để ý những phòng phim ở châu Âu á thì họ đang muốn họ làm theo một phong cách là giấu hết tất cả những cái loa, thậm chí là loa là âm tường hết luôn các bạn ha. Họ sẽ làm gọn gàng nhất có thể. Đó là các bạn để ý đi, những cái phòng phim âm tường nó mang tính chất là đa phần là của châu Âu các bạn. Những giải pháp đó nó rất là tinh tế, các bạn bước vào phòng phim á nó không chiếm diện tích đó, rồi cái chất âm rồi về nội thất và kết hợp với nhau nó tạo ra một phòng phim rất là sang trọng các bạn. Nó đi theo năm tháng luôn đó. Còn nhưng mà nó cũng sẽ điểm yếu, nó sẽ bị cố định. Còn đối với những phòng phim mà đặt ngoài như vậy á thì nó sẽ được cái chúng ta phải linh hoạt là từ phòng ngủ chúng ta chuyển lên phòng khách, từ phòng khách thì về sau chúng ta muốn thay đổi thì nó cũng sẽ dễ hơn. Còn phần kia nó sẽ có điểm yếu là phải cố định, nhưng mà nó chuyển đổi chúng ta là bước vào một phòng phim cực kỳ chuyên nghiệp. Rồi một cái nữa đó là vấn đề hình ảnh. Nãy là chúng ta Vũ chỉ đang nói về vấn đề nghe. Thì hình ảnh thì nó sẽ có là hai dạng, một là dạng máy chiếu, hai là dạng tivi. Thì hai cái này thì Vũ sẽ chia sẻ cơ bản cho mọi người cùng hiểu hơn một chút, để khi mà chúng ta muốn làm một phòng giải trí hay là muốn một cái gia đình thì chúng ta sẽ bắt buộc phải chọn một trong hai, và chúng ta phải bắt buộc là bỏ cái này và mất cái kia, và chúng ta không thể đánh đổi, chúng ta không lấy được tất cả được. Về thứ nhất là tivi. Tivi thì về xem phòng phim á, Vũ khuyến khích, Vũ là người trải nghiệm cũng như là Vũ là người đang người dùng trong phòng ngủ, Vũ có một là nên sử dụng TV từ 60Hz, tần số quét 60Hz trở lên, và những TV từ 65 inch trở lên thì và cái độ bóng LED càng nhuyễn thì cái độ đẹp nó sẽ càng có, và cái tần số quét nó sẽ đẹp hơn khi mọi người trải phim, nó rất là thật, nó rất là phê. Mà nếu mà khách hàng mà có sở hữu những chiếc TV mà tần số quét đến 120Hz thì lại càng phê nữa. Các bạn mà coi 120Hz rồi thì rất khó mà cái sự hài lòng mọi người xuống được cái cấp độ mà 60Hz. Đó là về TV. Nhưng về TV các bạn ngược lại á, điểm mất ngược lại á là so với máy chiếu á là chúng ta sẽ khá mỏi mắt. Cái điều đơn giản và cơ bản là vì khi mà TV á là độ sáng có, độ nét có,
Nhưng vì ánh sáng là ánh sáng ngược với mắt mình, nên là cái thời gian mà mình coi lâu á, nó sẽ gây mình khá là mỏi mắt so với máy chiếu. Còn máy chiếu á, là nó giấu ánh sáng và nó đi là ánh sáng cùng chiều với mắt mình, nên sẽ giúp cho mọi người có cái trải nghiệm bộ phim trên máy chiếu mượt mà hơn, lâu hơn, mắt nhẹ nhàng hơn. Đó, thì nhưng mà bù lại về hình ảnh máy chiếu sẽ cho các bạn được cái hình ảnh to, độ phân giải đẹp, nhưng mà cái độ sáng cũng như là đến cái độ tông màu thì nó không thể sáng, nó rực giống như là cái tivi được. Thì mọi người có thể chọn một trong hai, và máy chiếu và tivi thì nó có những cái mức đầu tư cũng khác nhau, nó cũng tương đồng, nhưng mà máy chiếu thì nó sẽ kỳ công hơn. Ở như vậy, nhưng mà một phòng phim chuẩn thì đa phần vẫn sử dụng máy chiếu các bạn ha. Như vậy là Vũ đã chia sẻ xong mọi người về cái cách chơi cũng như là những thiết bị trong phòng phim gia đình cần có những cái gì, phòng chuyên nghiệp như thế nào, phòng gia đình để phòng khách nó có những thiết bị nào, thì Vũ cũng đã chia sẻ xong và khá là đầy đủ cho mọi người. Đây là những cái chia sẻ cơ bản chứ không phải là chuyên sâu gì để mọi người nắm. Nhưng mà Vũ biết là có nhiều khách hàng chúng ta muốn tham gia mà chúng ta vẫn chưa hiểu, thì cái video này sẽ giúp mọi người hiểu hơn, và chúng ta sẽ mong mọi người sẽ tìm hiểu sâu hơn và chúng ta sẽ chọn những cái thiết bị ngon, phù hợp, tương thích với căn phòng cũng như là giải pháp cho nhà mình cũng như là cái nhu cầu giải trí mình sẽ hoàn mỹ hơn. Ok, nếu cái video Vũ nói ngày hôm nay giúp mọi người thấy có hữu ích, có lợi và mọi người có biết thêm nhiều thông tin, thì đừng quên ủng hộ cho Thiên Vũ một like và share cái video này. Và các bạn muốn Vũ làm hoặc có những thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới hoặc góp ý cho Vũ. Vũ sẽ làm nhiều video hay cho mọi người cùng xem. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.